tiếng yêu đương sao không thành công. Anh gây mà anh gây tham gia chương trình cùng với bạn gái người ta đó. Sao có không? Bản thân em quen anh mà em không hiểu hà hiểu tính cách của anh. Cảm xúc thì vẫn như những buổi hẹn hò trước với Tiên. Sáng nay các thành viên chia thành các cặp đôi để dạo quanh hồ. Có cái bao thư nữa nè, chỉ là có tiền nữa đó. Mọi người ơi, em cầm cái lá thư này, em đau tim quá, thứ tự chia cặp sáng nay. Cặp 1 Tiên An, cặp 2 Vi Tuấn, cặp 3 Na Phú, cặp 4 là C Thi. Cặp nào cũng được nha, có cũng cùng không thích được. Hả, cái gì cặp cuối cùng không thích là sao? Ê, Phú ơi, em đi đây đi. Đấy, em không thích cặp cuối cùng rồi đó. Ủa sao không thích? Anh là không thích cái cặp đây nè. Cặp cuối cùng không thích đó. Anh A với Phú hả? Anh A. Nói là biết. Nãy giờ. Là biết rồi. Sao không? Ê, kỳ nha, nói đi nha. Cái bữa đầu tiên mà Thi á, nó hẹn với anh A. Mẹ á, là kẻ. Thái độ dằn mặt anh liền. Cái bữa sau anh gặp Anna bắt đầu là bị khớp cho nên là về Anna nó có ấn tượng không tốt với anh. Bây giờ tới lần hẹn thứ hai là bị Tuấn ép. Không có giỡn, anh không có giỡn. Anh nghiêm túc lại cho anh nói. Nghiêm túc, anh đàn ông rồi. Không, bữa anh là gì? Cho thôi men đi thôi. Cái này là định mệnh rồi đó. Tất cả ai, đi lập dịch đi. Vui mà. Có dịch vui mà. Ok, vậy là tất cả mình cùng lập dịch. Thế con cái tay lại. Sao em chưa? Lần thứ hai Phú được đi cùng Anna nên anh chàng khá phấn khích, khác hẳn với sự đàm điểm ít nói của anh lúc thường ngày. Không mà anh tiếp xúc em một lần, xong rồi lần thứ hai với lại qua lời các bạn kể với lại anh quan sát thì thấy em một cô bé cực kỳ hay đấy. Tức là nếu mà bạn thích cái tính thoải mái phóng khoáng của em. Rồi hiện tại bây giờ cảm xúc em sao? Động lòng rồi chứ, cứ với một chàng trai này nè, bốn chàng trai kia. Tuấn nè. Cái gì mà anh đang chuyện này em thì anh không nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể có được cảm xúc. Đúng. Mà sau khi tham gia thì cảm thấy là cảm xúc quá là nhiều quá. Không có cảm nhận được là cái này là 7 ngày đó, giống như là một tháng vậy đó. Có rất là nhiều cái điều kiện và cái thời gian để tiếp xúc nhau nhiều hơn. Nhau nhiều hơn. Hiểu nhau nhiều hơn. Tình anh em cũng có mà tình gia đình bạn bè đó, nhưng mà rất đủ thứ nhiều lắm, nhiều lắm. Hay. Quá là nhiều cảm xúc luôn. Anh cũng giống em, trước khi tham gia chương trình này thì cũng nghĩ vậy. Thời gian quá ngắn chắc là cảm xúc nó cũng không có đẩy tới đâu được. Nhưng mà anh qua tiếp xúc với mọi người, anh thấy cảm xúc của mọi người, người nào cũng kiểu như là cảm xúc nó được đẩy lên rất là nhiều ấy. Từ những cái mâu thuẫn cho đến chuyện tình cảm. Rồi em có tính là mai em sẽ tỏ tình với ai hoặc là em muốn được ai tỏ tình? Anh giống như là thám tử đang dò xét. Không thì em đúng rồi, em cứ ấy đi. Em cần gì anh giúp đỡ hay là em muốn dò xét ai bên phòng anh sẽ tư vấn hoặc là dò xét nếu anh hiểu anh biết gì đó. Em mắc cỡ quá. Bởi vì thì cái người cho em ấn tượng cũng là con gái mà. Hành trình sắp kết thúc, nhưng với cô nàng cá tính Nguyễn C thì điều quan tâm duy nhất chỉ là tìm ra cặp đôi bí ẩn. Không biết cặp đôi bí ẩn là ai. Không biết luôn. Em nghĩ vậy không có đâu. Hả? Không có, không thể nào có được luôn. Tại vì nếu mà cái cách mà người yêu nhau dù thế nào cũng phải có vài cái cử chỉ gì đó, đúng không? Ngoài này mình không thấy luôn. Mà không
thấy chẳng lẽ cặp đôi này giấu cỡ kỹ cỡ đó. Nên nhiều khi phía sau chương trình đâu có quy định là có hay không có. Họ có thể là không có hay là bà anh có thể là bây giờ cũng có thể nói là cặp đôi đồng tính cũng chẳng hạn, nó thẳng vậy luôn. Đó cũng là tình cảm. Và bây giờ người ta cũng không là phía thứ ba rồi chứ bộ. Gặp ai cũng thấy bí ẩn hết. Mà người em thắc mắc là ông An á, thấy bí ẩn quá. Hôm qua em gặp ổng, em không nói được câu nào, em biết rồi. Nhẹ nhàng của ổng rất là dễ thương. Còn anh Phú, anh Phú thì là man, đàn ông. Tính tình ok, rất ga lăng luôn á. Ga lăng theo kiểu cảnh nha. Kỹ vậy, Tuấn vậy cũng còn gì đó con nít. Tuấn được đi cùng với Vi và anh chàng cũng thẳng thắn chia sẻ cảm nhận cũng như nỗi sợ của anh chàng khi lỡ thích nhầm người. Nhưng mà anh thích nào đúng không? Không hẳn là vậy. Tại vì là anh vẫn giữ lập trường của anh là anh ấn tượng như nè, mà qua ai cũng nói là anh cũng có ý nè, nhưng mà nó không hoàn hoàn toàn. Rồi tới ngày hôm nay anh còn nghĩ em là người bí ẩn không? Vì anh cũng đã nói với Thi, nói là nếu như á tôi không nghĩ Hải Vi và ông là đối bí ẩn thì tôi sẽ quyết định tìm tôi sẽ mở lòng tìm hiểu Hải Vi. Khi anh tâm sự với em á, anh thấy nó thoải mái lắm. Nó như kiểu mà mình được đáp trả bằng một cái sự góp ý chân thành đó. Anh nghĩ là em là người bí ẩn với Thi à? Anh đang nghĩ vậy, tại vì khi mà anh thấy Thi giận em, đó là một cái cảm xúc thật. Một cảm xúc thật. Nói chung là anh hơi bị lớn tiếng như vậy đó. Nên là anh cũng có tâm sự Thi. Thì đó, tôi không biết à, tôi cũng không ưa Hải Vi. Anh không muốn bàn về chuyện này nữa. Tại vì nói chung là mất cái cuộc tình hiểu. Nói chung là nghi ngờ thì vẫn nghi ngờ thôi. Luôn đi rất gần thuyền của Anna và Vũ chính là bóng dáng quen thuộc của An. Dường như ánh mắt của anh chàng chỉ hướng về phía Anna, dù Cẩm Tiên đang ngồi sát bên mình. Chào chú, anh Phú sinh năm mấy rồi nè? Em Phú năm nay 30 phải không? 28 à? 28 à? 90 à? 91 à? Ồ, em có lớn đâu. Sao anh tưởng 30, 31 mà? Anh bảo là trong giấy anh 30. À. Lớn anh có 2 tuổi thì nhiều. Anh Phú đâu có lớn. Đâu lớn đâu. À, ấn tượng ban đầu anh Phú là sao? À, ấn tượng ban đầu lần đầu tiên em gặp anh Phú nha. Em cứ nghĩ anh Phú là một người, người này chắc sẽ là rất là nghiêm khắc, rất là khắc khe. Từ từ tiếp xúc nhiều rồi mới thấy thật sự không phải như vậy. Thật ra anh Phú rất là hay luôn á, anh rất là thích cái mẫu người đàn ông như anh Phú á. Anh là con trai nhưng mà kiểu nhìn á, dù là anh vui, anh biết vui đùa, anh trẻ con những lúc mà cần thiết, chứ không thì anh cũng nghiêm túc. Sau đó là những câu hỏi thăm dò về Phú. Một sự lo lắng và bất an chăng khi liên tục muốn gán ghép Phú cho Cẩm Tiên. Anh mà là con gái là anh sẽ thế nào kiếm cơ hội cho mình với anh Phú. Ừ, nếu mà anh là con gái thiệt thì kiếm một người anh Phú khó lắm. Dạ thiệt. Anh nghĩ anh đang nhắn gửi tính em luôn hả? Hả? Anh có đang nhắn gửi tới em không? Không, anh mới thi chung vậy đó. Mà tới bằng nữa không ai thích thân Phú hết trơn. Tại vì em ít nói chuyện với mấy chị đó. Không lẽ bốn cô gái chịu bỏ lỡ một cái cơ hội vậy sao? Em thấy nếu mà thì anh Phú là tốt cho mọi người luôn á. Tốt lắm, anh Phú rất tốt. Thì đó chắc chắn là kiểu anh Phú phải thích lại. Nhưng mà không có... Nhưng em cảm thấy nha, em cảm thấy anh Phú không thể nào mà thích em. Tại sao? Em cảm thấy khi nói chuyện với em hay là cái gì đó thì anh Phú luôn tỏ ra là em là một đứa con nít. Anh Phú xem em như là một người anh thôi. Em cảm giác như là anh Phú đang cảm nhận về em như vậy. Cái này cách nói chuyện của anh thôi. Tại hiện tại là em chưa bằng anh hai này nọ thì
cách anh quan tâm như vậy đó. Như là người anh quen rồi, mấy ngày nay anh quan tâm như là người anh trai vậy. Thì chuyện đó nó bình thường. Nhưng mà đâu phải anh em ruột gì đâu mà không nảy sinh tình cảm, đúng không? Nhưng mà em muốn khai thác cái gì từ anh? Em muốn khai thác cảm xúc của anh lúc hẹn hò với anh Nam thôi. Em muốn nghe thì anh sẽ nói thiệt. À, đúng là anh đang có người tốt cho anh em. Và anh cũng thứ nhất là nó chưa hẳn gọi là yêu. Và anh cũng đang gọi là đang cân nhắc. Vì anh cũng nói em rồi. Cho bốn ngôn ngữ thì anh sẽ ấn tượng anh Nam em. Rồi anh sẽ giấu cảm xúc của mình. Nếu như tới ngày cuối cùng anh vẫn nghĩ là nếu em không phải là người bí ẩn và anh sẽ mở lòng ra. Hôm nay mọi thứ rất là khác. Có thể là do đã gần ngày cuối rồi cho nên là anh Tuấn chia sẻ nhiều thứ với Vi hơn. Cảm thấy rất là vui. Cảm xúc hiện tại của Vi đang nghiêng về anh Tuấn nhiều. Bữa cơm trưa của các thành viên, người ta cảm nhận có một sự căng thẳng giữa Vi và Thi. Em ăn chung với anh đi. Thôi không ăn. Ăn chung với em ăn chung. Ăn chung. Thôi no rồi, nãy em tưởng nó là ăn cái kia không no nhưng mà no rồi. Em ăn heo mà sẽ không ăn được. Em ăn lại đi rồi ba dắt đi chơi nè. Chị lên ôm lại bớt chị Trân. Mọi người ôm đi nha. Tôi biết thế, tôi không ăn. Sao không? Ăn đi, dự định cho đến tối lận. Anh đậu rồi. Mình mời bữa ăn sáng xong mình ra đập vịt cái mình ăn tiếp. Không nhiều sợ. Không, hai giờ trưa rồi mà. Chung với anh em no rồi. Mới phụ linh luôn. Không. Thôi. Không ăn đồng, không ăn thiệt. Không ăn chứ hồi luôn á. Không ăn thiệt. Đây nha. Nhìn liếc ra ghen hay gì. Thế giờ kêu ăn không ăn. Hay là ăn đi. Chết chưa, chết chị Vi chưa. Anh Tuấn hại em nữa rồi. Dù không nói ra, nhưng các thành viên đều cảm nhận được vấn đề gì đang xảy ra với những ánh mắt đầy nghi ngại. Thái độ của Vi đã khiến Thi cảm thấy bị tổn thương. Anh Thi nghĩ gì vậy ta? Cuối cùng, cả hai đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau và vấn đề Thi quan tâm chính là... Thi anh à? Có tâm tình tốt với anh không? Giờ làm sao? Cái gì? Bây giờ giữa anh với Tuấn anh chọn ai? Anh khùng quá. Trời. Bây giờ em chọn ai? Nói đi. Cái gì? Bây giờ đó, mọi người nói là ngày cuối cùng là phải tấn công mạnh mẽ lên. Vì chứ đó giờ anh thích em à? Hả? Đó giờ anh thích em à? Chút em thấy anh thích Nam à? Anh ấy giống người của anh mà. Thì giống nhưng mà anh ấn tượng tốt nhất vậy Nam à? Sao Nam không có nói khác vậy? Anh cũng có ấn tượng tốt với em không cho anh à? Hay là em chỉ cho anh một tấm? Anh không thấy anh nói. Tại vì em ít nói quá anh ngại. Là sao? Tại vì nói anh ngại. Mà mỗi lần đi hẹn hò với em nghiêm quá. Em đâu có làm gì đâu. Ý là những lúc mọi người hỏi kìa. Anh ngại á. Về mặt em nghiêm. Ở xuống đây cái được không? Chụp hình đi, được không? Thôi dơ lắm, dơ dày á. Dày kia giặt vô khô nữa. Mà biết gì không? Sao? Anh Tuấn không hẳn nghi. Anh Tuấn không hẳn nghi. Thôi. Thì đúng rồi, Tuấn nghi mình mà. Tại anh á. An dường như đã mất kiên nhẫn và anh chàng ngay lập tức có một cuộc hẹn riêng với Anna. So, how do you feel? How do you feel? Yeah. Everything. Hả? Vui không? Vui. Rất là
là nếu mà cho em chọn em ở thêm vài ngày không? Yeah, I would. Sao? Năm người nam em có thích ai không? Không. Không à hết. Sao sao không? Vậy là nóng tin rồi. Sao nóng tin? Ừ. Anh nóng tin thì không? Không. Anh thích thì nó không thích. Vậy năm ngày anh thích ai? Giờ nói em trước nè. Có thích ai không? Thích hả? Thích thôi mà. Kiểu thích có. Nghĩa là em muốn tìm hiểu ai thêm không? Sao chương trình đó? Ừ. Ai? Cũng có thể. Một chàng trai nào đó. Và em có định nói với người đó không? Em nghĩ là... Mai. Hả? Cái Nay hoặc Mai á. Nay hoặc Mai hả? Em có định nói với người đó không? Em nghĩ là em sẽ không nói. Tại vì em không bao giờ là người chủ động đúng không? Em không thích chủ động. Cái vấn đề chủ động hay không á, nó phải tùy theo em nghĩ thì trong cái khoảng thời gian này thì em sẽ không nói với người đó đúng không? Nhưng mà em nghĩ là người đó hiểu được. Người đó sao? Người đó sẽ hiểu. Ừ, và sau này người đó sẽ chủ động. Không phải anh nè. Ừ. Em đâu hiểu đâu, anh đâu biết đâu. Đâu ai nói là anh biết đâu. Thì đó, thì không phải anh nữa. Ừ. Okay. Yeah, I hope that the person will để là thấy cái điều đó. Thật ra thì nếu mà em thích thì người thích thì nên nói. Đâu hả? Mất gì đâu. Thích thì nên nói hả? Chỉ có không nói mới mất thôi. Chứ nói thì không mất gì hết. Vậy anh có thích ai không? Anh á hả? Ừ. Hơi bị nhiều á. Ừ. 4 người là thích 3 người rồi. Ok. Trong 2-3 người đó là một con gái, 2 con trai. Ok. Bạn có định nói cho người ta biết không? Thật ra thì nói thì buổi cuối á, nói thì sẽ hay hơn. Cái chuyện mà nói ra cũng không quan trọng. Sau một tuần nó biết quá nhiều rồi nha. Ý là khi mà trở về đời thường rồi đó, cái công việc của anh khác đó. Tức là anh cũng vẫn ẩn hiện, cho nên đâu có ai biết gì về anh đâu. Nè, thực ra là bây giờ mình còn có chắc 35-40 phút. Có gì thì nói, có gì thì hỏi. Thì anh cũng vậy, anh cũng chỉ còn có 30 mấy phút. I know. Anh hỏi nói. Là anh hỏi. Cái anh hỏi nó có rút ra đâu chưa? Hey. Ok, so vậy là there's nothing for you to ask. Có chứ. Nhưng mà anh đang dừng mấy câu hỏi của em rồi. Hỏi đi. Không, em đang cũng đang dừng mấy câu hỏi của anh. Anh không biết em nhìn những chàng trai khác như thế nào. So you're saying you're not? Không, thì em nhìn anh với cái mắt, em biết cái mắt gì rồi đó. Mà anh không biết em nhìn mọi người như thế nào. Oh no. À, vậy là anh đang dò xét xem em thích ai hả? Trong những chàng trai này, hay sao? Cái ánh mắt của em như thế nào? Không, anh nói về anh á. Không. Tại sao? Tại vì thường là mình nhìn mỗi người một cái ánh mắt, và qua cái ánh mắt thì mình có thể hiểu được cái điều gì đó, đúng không? Thì qua cái ánh mắt của em, anh hiểu một cái điều gì đó mà em không biết. Cái ánh mắt đó, anh có nhìn mọi người như vậy không? Không. Em tự xác định đúng không? Em tự nói đúng không? Okay. Anh có thấy em nhìn ai như vậy không? Anh ít khi nhìn em nhìn người khác. Ừ. Chứ nó hơi nhiều chuyện rồi. Đa số là em thấy là anh nhìn em. Để mà thấy anh nhìn em thì em mới nhìn anh chứ. Thì đa số là em thấy anh nhìn em. À, hơn mấy bạn nữ khác hả? Em nói thẳng đi. Trời, anh ngại ngùng quá à. Anh có gì anh nói đi chứ. Anh bình thường anh đâu ngại đâu. Sao không quan hệ với Tuấn sao? Có rung động xíu nào không? Ừ. Hả? Cô gái? Anh Tuấn là người tốt.
Ok, hiểu rồi. Trả lời câu đó là hiểu rồi. Giống mấy câu mà friend zone đó. Hiểu. I like you. No, yeah. Đúng là người rất là sâu sắc luôn. I like you. Anh người kia sẽ trả lời anh là người tốt. Mày đủ hiểu rồi. Friend zone. Tốt mà. Đúng là người tốt. Vậy em thấy anh chỉ có anh là xấu. Hả? Mày chỉ có anh là xấu. Nam nữ thì tốt lắm. Em có bị friend zone chưa? Chứ không, em nói về chủ động. Hả? Em chỉ bị friend zone. Ý anh là sao? Ý là anh tỏ tình với một người. Rồi người đó kiểu không đáp lại á. Chưa không? Ghê. Chưa. Ok. Để tên nói nhờ. Thật ra em không phải là người chủ động. Em có thể tùy thứ, em sẽ chủ động bằng cái cách khác. Em nó chọt ở dưới phải không? Chứ không phải là chủ nói không. Không, nhiều lúc em cũng có nói thẳng lắm. Như cái ngày đầu tiên mà mình hẹn hò. So you mentioned friend zone. Thì em đang nói, anh đang nói về Tuấn mà. Đó là em nói câu đó là friend zone rồi. Nhưng mà nói chuyện người khác đi, đừng nói chuyện này. Em cũng quý anh. Đó, anh đã dò xét được rồi. Bây giờ anh nghĩ sao? Đi lại mình ngắm thác thôi, ai về đâu là quyết chiến quyết thắng. Không có ghét anh hơn chưa? Tùy thấy được anh phải thể hiện sao, mới hành động sao chứ. Đi ghét quá là sao? Tại sao? Người ta đúc thịt không ăn, người ta mới bệnh. Ủa là vì lý do vậy luôn hả? Ừ. Xàm. Nó giỡn á. Lúc em no thiệt mà, tại vì lúc đầu anh Tuấn ngủ ăn chung. Đủ chia đôi. Mà em cũng không nghĩ là Tuấn thích em. Anh Tuấn có nói có nói với anh đúng không? Tuấn có nói là Tuấn thích em. Là Tuấn nói khi nào? Hồi nãy. Anh nói đâu? Tập dịch. Nghe em trả lời gì hả? Em dòng do thôi. Thấy lộn của Tuấn là Tuấn thích em. Nói cho em nói là Tuấn thích năng hơn. Nãy anh Tuấn nói em là anh nghĩ em là cặp đôi với anh. Tại vì An nói một câu gì nè, chỉ có người yêu mới giận nhau những cái vô cớ như vậy thôi, còn nếu mà bạn bè hoặc là mới gặp nhau sẽ không bao giờ ai giận nhau một cách vô lý như vậy. Không, tại vì mọi người nghĩ đó có vấn đề. Giống như hôm qua ở Đà Lạt á, anh có nói với em là Tuấn nói anh là buộc tóc cho Anna, em nhìn qua cái mới kiểu là trời ơi, bình thường không có buộc tóc, chứ không có người đặt buộc tóc người ta. Nhưng mà em lại là nói là ừ cái đó là cái mà buộc như vậy cũng buộc được á. Thấy không? Thì anh cũng vậy, tại vì anh chỉ giỡn thôi, tại vì anh cảm thấy một mình không ai nói chuyện với anh thôi. Anh giỡn mà căng vậy luôn hả? Không, ý là anh cảm giác như mình một mình thì anh chỉ cần là có lại lúc đầu anh đã xin lỗi em. Mà ý là xin lỗi hoài mà em không chịu. Nhưng mà ý là cái đó là chỉ có mình anh biết thôi. Còn đối với trong mắt mọi người á, là họ nghĩ anh đang ghen. Thì nói chung là ổng giống tính anh nhiều thứ. Hai người giống nhau nhiều thứ. Nhưng mà có những cái cũng rất là khác. Khác như thế nào? Anh nói nhiều hơn Tuấn. Anh nói nhiều về bản thân mình hơn anh Tuấn. Còn anh Tuấn á là cái kiểu có cái gì á, ổng sẽ ở như là ổng chỉ nói cái kiểu sởi lởi bên ngoài thôi. Khai thác. Còn cái gì không phải khai thác. Ý là nói sởi lởi bên ngoài thôi. Chứ những cái gì mà suy nghĩ của ổng không bao giờ biết. Ổng nhớ rất là kỹ. Còn có những lúc anh nói chuyện á là anh suy nghĩ gì mặt anh hiện lên chưa. Có những lúc vậy luôn á. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà mọi người đều ghim em với anh.
ghim đó là nghĩ hai mình là cặp đôi á. Lúc đầu Tuấn nói là tại vì do anh Tuấn nghĩ em là cặp đôi cho nên là anh Tuấn không có không muốn nói vậy là từ tới đầu tới anh thua anh Tuấn hả? Không, không phải là thua, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thôi. Thì mỗi người có một cái nét riêng, chứ đừng nghe thổi dò vậy. Thế là sợ khác tranh giành nữa hả? Ừ. Vậy vậy nếu ví dụ như công bằng thì anh có tự tin không? À, đối với anh không tranh giành. Mà thật sự luôn á, nói chuyện với 4-5 người nam. Thôi vậy bỏ anh ra một bên nha. Bốn người còn lại thì Tuấn là người tâm sự với em nhiều nhất. Ý là cho dù Tuấn có thích em hơn hay chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc vào ngày mai thôi. Thì em vẫn là của anh rồi đó. Ừ. Tại sao là em lại giận nó đó ta? Ý là tại vì em đang thấy anh lo lắng. Em đang thấy anh lo lắng. Nhìn ghim thôi. Anh chỉ hơi ích kỷ và anh không muốn là trong lòng bạn gái của anh có hình bóng của người khác thôi. Thì anh với em cũng hàm tầm bạn. Wow, chết rồi fan zone này. Chết rồi fan zone mà quá chữ, bất ngờ với lại quá thẳng luôn á. Anh trước. Hả? Anh trước. Mình làm bạn năm tháng hai rồi đó. Trong tất cả các bạn nam ở đây, em ấn tượng anh nhất. Vì đâu ai quay mình. Oh well. And a kiss to the camera. That could be done. Huh? But not now. Hư quá. But yeah, not hư. Now. Dù hư lắm luôn á. But not I now. Know, nhưng mà nói mấy câu đó hư lắm luôn á. Chỉ có những người hư. Nè, khó lên xíu đi. Khó lên xíu đi. Hey. Ừ. I said but not now. Hả? Okay. Câu chuyện khó hiểu, lấp lửng của cả hai cứ thế tiếp diễn và không hồi kết. Sự ích kỷ trong tình yêu của Thi dường như ngày càng đẩy Vi ra xa mình hơn khi cô nàng đang phân vân trước tình cảm của Tuấn dành cho mình. Kết cục của cặp đôi bí ẩn sẽ như thế nào? Chuyện tình của An và Anna sẽ có một cái kết rõ ràng hay chỉ là một sự rung động mập mờ của cả hai? Liệu có một cuộc tỏ tình nào không? Hãy đón xem vào tuần sau!